chỗ rồi chú. Chú đẹp quá chú ơi. À, chủ nó coi như chắc nè vậy nè. Chú quá đẹp. Đây đây tự chú luôn hay là chú lái đèo hò cho nó chạy. À chú lái đèo hò. Chú bò ở dưới chú cây chạc chắc mà là dưới lòng chào á. Dạ. Dưới thông thông lòng chào lôi, thông lòng chào nôm mà đông rổ. Đông rổ đông bóng chạy nhảy là không không đông nó có đi lùm đi đây. À chú ơi chú ơi. Chú bón ở đây lao chưa? Mười mấy năm rồi. Bón đây mười mấy năm rồi. Ừ. Yeah. Đi cùng ở trại cho ngầu đài mới biết. Yeah. À, ấy là chú thường hay bón ở đây. Ừ. Thế lại coi như cá cao nó đi thì bút, ba nó chuột. Yeah. Đi thì bút, nghe chả rồi nó quá là nó chuột phải chứ. Ba hầm hai cái nó chuột. Ừ. Rồi một ngày chú bón được bao nhiêu ké? Hồi sớm mới chị bón mới được có bò cà chứ mày. Mới chị bón được bò cà. Ừ. Bón thấy này cũng hầu hầu cũng ít mua hầu. Hầu con nhăn đi lùm về chừng nam rủ nam về đó lại mua lơ con hùng. Hùng xá và cà hùng chứ mấy lần. Rồi một cây chú làm được bao nhiêu? Một cây năm ngọn. Cây năm nghìn. Ừ. Một ngà và chú bón được năm cây, năm làm nghìn nhớ mấy? Năm cây 25 nghìn. Hôm nay mình đang đủ gà sống chứ. Sau kể rứa ăn ít cho đàn chợ, ít ăn ít cho đàn chợ. Ừ. Thế thì chú có gia đình không cứ vợ con không? Thôi ông con ở nhỏ anh thằng lớn đang ăn đá bị tim mấy bướu. Ăn lấy thuốc uống lấy thuốc lùm cậy uống hai bà nam đi. Mà bớt rồi hai ra phần mùi phần mới bớt được tốn còn hai ra mà. Ừ. Đứa con không nhỏ à? Thôi đứa con không nhỏ. Dạ có không? Bà vợ anh đi bó nhỏ bó đi cắt cỏ bò nhỏ cho lụm chạy. Nhà chứ bón giữa năm nam cứ được. Nam cài bả cài không chứ mấy lần. Được 25 nghìn chứ mấy? 25 nghìn bó cho 25 nghìn người cái hầu đục bóng chọc cũng cáo cái không ai việc cùng. Dạ. Ừ. Cứ trong ngày thì cô lắm mà bó bóng chọc ngon đó. Ừ, ngà bó bóng chọc thường chứ mấy. Thôi tính ngà lấy bóng chọc cũng được. Dạ. Ừ. Ừ. Bữa hôm nay cá thầy anh ăn bốn cùng lật cái chỗ cống nó cũng lệnh trai hủ á người chú bo vào chú bốn rồi cá đã chú bo ba là kèo mà bốn ngàn ngà cái hầu kiếm được bo cũng chọc cũng cá không hai việc cùng nữa. Ừ. Rồi bữa nay đi nghỉ không chú không bốn nữa thầy nó ở trang cầu chì mới đi trong thầy nó ngồi bét. Ừ. rồi sinh hoạt đủ không cháu? Hầu gì hầu ít cho thảo cho này chạy. Thế chú không tìm chỗ mua bón vẫn đông đông người hơn á. Bữa nay cái chị con nhắn đi lùn với quần nữa mua quá. Dạ. Con nhắn đi lùn với nam giờ năm đủ với quần nữa mua chứ. Dạ. Thì chúng cái trùng lên cổng trùng lên lấy tiền trả nhậu không được. Chúng cái đường hành phần này chứ. Dạ. Đường chỉ đang hại thân họ tư mà có quay quay điểm này không có chai quay điểm ra bởi chúng đang ngáo thấy để thấy đường chứ nó không ổn mà trên đây nha trên đây nhậu đây cái bổ là công buôn để lấy đồ qua kìa mà sau coi như ta cũng xin như là cái học vẽ cho ơi chú muốn cho bốn này chú thấy này qua muốn chồng cái ta nhậu nhậu ta đừng tiền quá tiền những mấy. Nói chung mình không ảnh hưởng gì thâu chứ. Bó sót ra đồ này không ảnh hưởng gì thâu chứ. Chú chảy thục cái con chủ vô tràn chứ đừng để ra ngùa rồi
thấy lùm già học bằng đã mua rồi chai rồi chai lắng nguy hiểm lắm. Chỗ này còn thấy thoáng rồi. Ừ, đây người ta mấy cái băng cài băng thoáng mốt cho nên xuống rồi vô đang cây trang học vinh đang cây trang tiết mơ ra. Chú tìm cái cai gì chứ cũng cọc cái giảng như nào cũng đỡ được. Cái cai thì giảng bỏ được không được cọc, không được cọc ngà cái mày. Tới cái là ông mua cái mình lại. Ngà nó cùng tâm cái chân mày. Giảng đó được cái thôi cái cục gò ấy mà ngà nó cùng tâm cái lệnh cá chịu rồi. Yeah. Sao chúc chú mạnh khỏe vậy? Cố gắng cho nó khỏe rồi tiền ý cũng được, miễn là có sức khỏe.